với những thế hệ game thủ Việt Nam đời đầu, Sinh Tử Môn là thương hiệu game thủ thành đã rất quen thuộc và sống mãi trong ký ức. Sau gần 10 năm, trò chơi huyền thoại này đã chính thức được tái hiện trên nền tảng di động cùng với sự lột xác ngoạn mục về cả gameplay và đồ họa. Được xem là một trong những game thủ thành Tower Defense hấp dẫn nhất từ trước đến nay do các nhà phát triển game trong nước tạo ra, Sinh Tử Môn đã gắn liền với ký ức của rất nhiều game thủ Việt. Trong vai người chỉ huy tối cao, người chơi sẽ lần lượt thu thập các trụ phòng thủ. Mỗi trụ đều biểu trưng cho một đặc tính, khả năng riêng biệt của từng loài thú. Chẳng hạn như người đưa tin có khả năng đánh lan và nội tại thể hiện sự thông thái của loài quạ. Trong khi xạ thủ bão táp là nổi bật nhờ hỏa lực liên thanh bắn ra những chiếc lông nhím sắc lẻm. Ngoài ra, người chơi phải tìm hướng nâng cấp và kết hợp sức mạnh giữa các trụ để hình thành nên chiến thuật phù hợp nhất. Người chơi cũng sẽ phiêu lưu đến nhiều vùng đất khác nhau, gắn liền với các chế độ đấu xếp hạng, mở khóa các binh chủng undead và dần hình thành đội quân bất khả chiến bại. Phần lớn thời lượng chơi của game vẫn sẽ nằm ở khía cạnh chiến thuật tính toán việc bố trí các trụ phòng thủ để tối ưu hỏa lực và khả năng hỗ trợ. Sự hấp dẫn của tựa game bơm tấn thủ thành này không chỉ đến từ yếu tố phòng thủ mà người chơi còn phải tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của đối phương thông qua cơ chế thả các binh chủng hắc ám. Để làm được điều này, cần kết hợp tốc độ bay đáng siêu gồm của thú săn đêm, khả năng ẩn mình của xương độn thổ cùng rất nhiều các binh chủng độc đáo khác. Tất nhiên, không thể không nhắc đến các trận đấu PvP hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và cân não nhờ vào chiều sâu lối chơi và khả năng kết hợp quân lính, trụ, phép thuật cực kỳ đa dạng của Sinh Tử Môn. Đáng chú ý, bên cạnh thị trường quê nhà Việt Nam, trò chơi sẽ phát hành ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu Sinh Tử Môn vươn ra biển lớn sau gần 10 năm đồng hành và gây dựng tình cảm với cộng đồng game thủ trong nước. Ngay lúc này, quý độc giả có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình tại xứ sở muôn thú Ristania. Sinh Tử Môn đã có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS. Thank you.